Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Ngày hôm nay thì mình đã quyết định làm một cái video về Shopee Haul. Nhưng hôm nay không phải về là quần áo hay là mấy cái món phụ kiện linh tinh, mà chính là Shopee Haul về mỹ phẩm. Hình như đây là lần đầu tiên mình làm một cái Shopee Haul về mỹ phẩm. Tại vì đợt vừa rồi, đợt mùng 10 tháng 10 ấy, thì mình đã canh sale rất là nhiều á. Trước khi mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái mục mới mà mình mua sắm mỹ phẩm trên Shopee, đó chính là cái mục Beauty Club này. Mình sẽ quay cái màn hình mục đấy cho mọi người. Thì khi mà mọi người muốn mỹ phẩm ý, thì mọi người có thể vào đây thì sẽ có rất là nhiều sản phẩm ưu đãi với cả chính hãng cho mọi người lựa chọn ở trong này mà không lo mua phải hàng fake. Và ở trong đây thì có rất là nhiều deal giảm giá từ các nhãn hàng nổi tiếng này, với cả những cái khung giờ sale thì mọi người có thể là lựa chọn mua hàng theo những cái khung giờ sale này để mua được giá tốt nhất. Và Shopee thì cũng có ưu đãi cho thành viên mới, đó chính là voucher hoàn su 15%, tối đa thì là 100k này. Và ngoài ra thì còn có gói chào mừng từ đối tác là NowFood này, Apay với cả PNG trị giá 300k nữa. Thì bạn nào mà chưa sử dụng Shopee hay là Shopee Club thì nhanh tay để nhận được những cái ưu đãi giá trị này nhá. Thì cái haul ngày hôm nay giá trị lên đến hơn 5 triệu. Cái haul này mình nghĩ là mọi người cũng đang rất là hào hứng với haul lần này rồi, nên mình sẽ không nói nhiều nữa. Chúng ta cùng đi vào video luôn nha. Đầu tiên thì ở đây mình có hai chai nước tẩy trang quen thuộc nếu mà bạn nào đã xem channel của mình lâu rồi. Đó chính là hai chai nước tẩy trang của L'Oreal. Đây là chai này có dung tích là 400ml. Thì bình thường mình mua dưới siêu thị có giá tầm 179.000 nếu mình nhớ không nhầm. Nó cũng phải tầm 179 hay 69 đấy. Thì cái hôm mình lên Shopee mùng 10 tháng 10 thì mình thấy là L'Oreal sale cái này chỉ còn là 115.000 thôi, hời, rất là hời luôn. Nên là mình vác luôn hai chai về để dự trữ, tại vì dự là mình chỉ sử dụng đúng cái loại tẩy trang này trong suốt khoảng tầm chắc phải đến gần 1 năm qua ấy. Và mình kiểu mình rất là mê nó và thấy sử dụng nó rất là tốt, không có gì để bàn cãi về em này cả. Quá là thích luôn, tẩy trang rất là sạch, tẩy trang mất môi cũng rất là sạch nữa, nên là mình recommend mọi người mua sản phẩm này nha. Tiếp theo thì mình có một cái shop có tên là Hồng Thỏ, mà trong cái video haul về đồ nội thất, đồ decor với cả đồ mỹ phẩm linh tinh ấy, thì mình cũng đã nói về cái shop này một lần rồi. Tại vì mình mua shop này một sản phẩm, đó chính là đồ của Harry Max. Thì ở đây mình có một set mascara này và cái tẩy trang mascara và với cả cái kẻ mắt nữa. Là cái mascara mình dùng rất là nhiều và mình thấy nó cũng gần hết rồi nên mà mình phải mua để dự trữ. Còn cái kẻ mắt này thì thực ra mình chưa dùng đến, tại vì là mình chưa dùng hết cái kẻ mắt này. Kẻ mắt thì mình có thể dùng tầm khoảng 6 tháng ok. Còn mascara với cả cái này thường nó hết nhanh hơn, tại vì mình tẩy rất là nhiều và nó tẩy thực sự rất là đỉnh luôn ấy. Có khi dầu tẩy trang cũng không thể tẩy hết được cái mascara này, nhưng mà cái tẩy trang chuyên dụng này thì nó lại tẩy hết sạch chỉ sau 10 giây thôi. Còn cái bạn mascara này thì sử dụng quá đỉnh luôn, mi của mình luôn rất là cong. Đây, mi của mình luôn rất là cong khi mà sử dụng bạn này ấy, nên là mình mê dã man chỉ sử dụng bạn này trong rất là nhiều tháng vừa qua. Nếu mình nhớ không nhầm, trước đây là phải cái set thứ 4, thứ 5 của mình rồi. Trong từ khi mà mình sử dụng bạn này chắc trong khoảng nửa năm nay thôi ấy, mà mình đã sử dụng nhiều như thế rồi. Mình mê bạn này như thế nào. À quên lắm, giá của cái set này mình mua thì là 319k, tính ra mỗi sản phẩm chỉ có giá là 100k thôi. Siêu siêu hời luôn ý, nên là mình rất là recommend cái shop này, mà hàng chắc chắn là hàng chính hãng nha mọi người. Tiếp theo thì mình có một cái shop tên là Her Skin Care. Cái shop này thì có rất là nhiều mỹ phẩm và mình mới phát hiện ra mình rất là thích cái shop này ý. Tại vì là nó có rất là nhiều đồ high-end nhưng mà giá thì cũng khá là phải chăng. Cũng có cả đồ drugstore nữa. Nói chung là những cái brand trong này thì nó có rất là nhiều và nói chung là nó rất đa dạng. Nói chung dùng từ đa dạng là ok, cái shop này đa dạng. Và hàng thì chắc chắn là chuẩn, tại vì mình đã đọc đánh giá với cả nhận xét các thứ và mình cũng mua để trải nghiệm rồi ấy. Và shop này ship rất là nhanh, cũng như kiểu đêm nay mình đặt mà trưa hôm sau mình đã có hàng rồi ấy. Trời ơi, nó ship siêu nhanh luôn mọi người. Thì ở đây mình có mua hai món đồ. Đầu tiên là một cây Dior Lip. Đây là Dior Lip gì? Dior Lip Tattoo. Còn đây là một cái set của Fenty. Đây, bao gồm một cái highlight với một cái son bóng như này. Thì cái son Dior này tại sao mình mua? Tại vì là một hôm mình đăng story lên trên Insta ấy, thì mình có bật mí là mình sẽ làm một cái list là những cây son high end nên mua và những cây son high end mà mọi người nên cân nhắc trước khi mua. Thì mọi người có những cây son nào mà thất vọng khi sử dụng ấy thì mọi người bảo cho mình. Và một điều là cây son Dior Lip Tattoo màu 541 này là được recommend nhiều nhất ở cái hạng mục là không thích vì kiểu bị thất vọng ấy. Và mình cũng đã thử sử dụng bạn này rồi. Thực ra là mình thấy nó cũng bình thường ấy, nó không phải là quá thất vọng đối với mình. Nhưng mà mình cũng sẽ sử dụng thêm để xem là có nên cho cái sản phẩm này vào cái list kia không, và nó có những ưu điểm gì, nhược điểm gì, sẽ phân tích cho mọi người sau. Đầu tiên thì mình thấy là cái màu này rất là đẹp và rất là tự nhiên, hợp sử dụng hàng ngày.
Tiếp theo thì mình có một cái set này của Fenty này. Mình rất là thích cái highlight với cả cái son bóng này từ lâu lắm rồi ý. Nhưng mà, à quên, mình chưa nói về giá son. Giá son này thì có giá là 632.000. Còn giá của cái sản phẩm giá của sản phẩm set Fenty Beauty này là 584.000. Thì mình thấy mức giá rất là rẻ luôn ý. Mà chúng ta đã có một cái cây son full size nhá, một cái highlight mini. Mình thấy highlight mini này là sử dụng ok rồi ý. Còn cái full kia thì mình sẽ không biết là mình sử dụng đến bao giờ mới hết. Đây nè, đây một cái cây son. Đây một cái Fenty, cây son Fenty bóng màu, màu này là màu gì nhỉ? Mình chả biết là màu này, mọi người nhìn thấy không? Đấy, mình thấy rất nhiều chị trên Instagram, nhất là chị Whitney sử dụng màu son này rất là xinh. Nên là mình cũng hào hứng sử dụng. Mùi thơm cực mọi người ơi, mùi ngọt dã man, thơm quá thích quá. Rồi mình sẽ dùng thử bạn này sau nha. Còn đây cái highlight này, à mình mê rất là lâu rồi. Mình đã kiểu thử què qua nó từ khoảng 2 năm trước rồi ấy. Nhưng bây giờ mình mới bắt đầu mua. Ui, tại vì mình không phải là một người mà đầu tư quá nhiều vào highlight. Bây giờ mình sẽ thôi tay cho mọi người nhìn nhá. Oh my god, nó kiểu hạt nhũ to xong rồi nó lấp lánh xinh cực mọi người ạ. Cái này là mọi người đánh vào xương quai xanh đi tiệc tối thì kinh khủng luôn. À, 10 điểm, 10 điểm. Rất rẻ luôn ý, nên là mình rất là recommend mọi người cái shop này. Tiếp theo thì mình có một shop về chăm sóc tóc. Shop này thì có rất là nhiều sản phẩm chăm sóc tóc khác nhau và mình thấy là cũng rất là nhiều follow. Thì mình có mua hai sản phẩm của shop này. Đầu tiên là cái dầu dưỡng của Moroccan Oil. Đây, và một cái kem ủ thì cũng có thể sử dụng như kem xả ấy. Thì bạn này là của hãng trên này, mình không biết đọc tên. Nhưng mà mình thấy thì các tiệm gội đầu hay là tiệm làm tóc thì cũng sử dụng những cái kem ủ này rất là nhiều. Cái này thì mình mua với giá là 210.000. Mình thấy một điểm mình thích của bạn này là cái mùi thơm. Mùi nó thơm lắm mọi người ơi. Mình rất là thích cái mùi thơm kiểu này ấy. Đấy, trời ơi mê lắm mình lắm. Mình thấy là thì những cái tiệm tóc người ta sử dụng thì tóc mình cũng mượt mượt sau khi mà xả xong. Thì mình thấy bạn này xả ok. Trong kia thì mình có rất là nhiều loại dầu gội xả khác nhau. Thì mình không quá ưng một cái mùi nào cả. Là từ khi mà có bạn này thì mình thấy là mình thích gội đầu hơn hẳn. Tại vì mùi tóc mình thơm, mình rất là thích mùi tóc thơm. Và nói chung là mình rất thích mùi thơm ấy. Nên là tóc thơm thì mình cũng rất là thích. Nên là mình rất là recommend mọi người một cái túi này rất là to này, 500ml chỉ có giá là 210.000 thôi, sử dụng rất là lâu. Và đây một sản phẩm mà mình rất là thích khi mua được. Và mình thấy là mọi người kiểu rất là nhiều người sử dụng sản phẩm dầu dưỡng tóc này của Moroccan Oil ấy. Mình mua cái dòng là 100ml thì có giá là 600.000. Bạn này thì có một điểm mình cũng rất thích, khá tương tự bạn kia, đó chính là cái mùi. Và cái mùi bạn này thì mình còn thích hơn cả cái bạn kia ấy. Mùi nó phê lắm. Thường thì dầu dưỡng tóc mình chưa sử dụng cái nào mà có mùi thơm như này. Mình thấy thì mấy cái dầu dưỡng tóc khác mình từng sử dụng nó mùi kiểu là nhỉ, nó cũng không hẳn là không thơm nhưng mà mình không thích mấy mùi đấy lắm. Và khi mà sử dụng đến bạn Moroccan Oil này thì mình chắc chắn mình sẽ mua thêm khi mà hết. Tại vì trước đây thì mình thấy là Moroccan Oil hơi đắt một xíu ấy, mình kiểu vẫn còn đắn đo suy nghĩ. Nhưng mà khi mà sử dụng bạn này rồi ấy, thì mình thấy là nó xứng đáng, rất xứng đáng với cái giá tiền đấy của nó. Nên là không có lý do gì mà mình không đầu tư lại cái sản phẩm này của Moroccan Oil. Và thì đây là sản phẩm Moroccan Oil đầu tiên của mình và mình đã có ấn tượng rất là tốt rồi. Thì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng thêm những cái sản phẩm khác để có thể review lại cho mọi người sau nha. Trước tiên là bạn này, điểm đầu tiên mình thích là cái mùi nữa. Còn về độ dưỡng tóc của nó như thế nào thì mình phải sử dụng thời gian dài mình mới có thể review tiếp cho mọi người được, đúng không? Và cuối cùng một cái shop cuối cùng, không phải một cái shop mà là một cái brand cuối cùng trong video ngày hôm nay. Mình có một cái thùng rất là to, đó chính là một brand của Trung Quốc. Đây là một brand make up có tên là GC mà mình đã làm một tầm 3 video về cái brand này trên cái kênh của mình rồi. Thì đây mình lại mua thêm một đống đồ từ GC luôn, mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Và mình đã mở hộp hết những cái món đồ này ra rồi để tránh mất thời gian ấy. Kiểu mỗi lần mở hộp ra thì lại phải bóc cái hộp vỏ giấy bên ngoài ra thì nó mất nhiều thời gian lắm. Nên là mình đã mở hộp ra sẵn trước rồi. Và giá của từng món đồ này thì mình cũng không nhớ lắm đâu ấy. Nên là để cũng tiết kiệm thời gian cho video thì mình nhắc đến sản phẩm nào thì mình sẽ có hình màn hình của cái sản phẩm đấy để trên này cho mọi người tham khảo về cái giá tiền nhá. Mình sẽ có hai bảng mắt mà mình kiểu rất là ú à khi nhận được, và mình kiểu thấy rất là đỉnh ấy. Mọi người có nhìn này. Mọi ơi, tôi mê quá luôn ý. Đây, cái thiết kế trong suốt này đẹp cực kỳ luôn. Và đây là một cái thiết kế nhìn cầu kỳ hơn và kiểu sang chảnh hơn ý. Đây, mình sẽ nói về bạn này trước. Thì bạn này trong này có không phải là quá nhiều màu đâu, nhưng mà nhìn nó lạ ấy mọi người. Đây có một cái gương to đùng này. Đây có một cái cọ nữa. Cọ này thì cũng mình thấy khá là mềm, mình cũng có thể sử dụng được.
Đây, những cái màu trong này thì đa số là tông thiên về tông hồng và tông cam. Hồng hơi tím một chút xíu, kiểu san hô ấy. Thì màu này, những cái màu này mình thấy rất là dễ để sử dụng hàng ngày. Và nó cũng dễ mix nữa. Mấy bạn nào mà kiểu mới make up thì vẫn có thể sử dụng được màu này. Đấy, ui, cái màu nhũ mắt này xinh quá mọi người. Đây cho mọi người xem này. Ui, chất phấn rất là mịn luôn ý. Mình sờ vào thì không có thấy quá nhiều hạt bột. Xinh lắm, cầm rất là nặng tay luôn. Bạn này thì mình nhớ là khoảng hơn 600. Thì mình thấy là đây là một mức giá quá xứng đáng cho sản phẩm này. Đây là màu 03 nha mọi người. Thì đây, thì đây mình có một bảng mắt mà mình kiểu crush ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Tại vì nó có một cái bao bì quá là xinh luôn. Nó không sang chảnh như bạn kia nhưng mà nó kiểu nhìn trong trong yêu yêu ấy. Kiểu Hàn Quốc ở đây, màu bạn này thì còn xuất sắc hơn là bạn kia luôn đó mọi người. Đây, mình thích cái màu này cực kỳ. Đây này, mình thử một cái màu nhũ ra tay cho mọi người xem nhé. Wow, bling 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 luôn. Thử màu nhũ thứ hai luôn. Đấy. Ôi, ui, tay tôi toàn là nhũ thôi. Xinh quá. Bây giờ mình sẽ thử một màu lì đi. Những cái kiểu vân vân bên trong này nhìn nó cũng rất là đẹp ý. Nói chung là mình thấy brand này rất là tỉ mỉ luôn. Rất là xứng đáng với giá thành. Bạn này thì mình nhớ là tầm hơn 200. À, xinh quá xinh quá. Màu xinh cực luôn ý, rất là dễ sử dụng luôn. Mình sẽ làm một cái video về make up mấy cái đồ này nữa tại vì mình rất là mê. Tiếp theo mình có một cái xịt make up setting spray. Tinted. Focus đi, focus thử dùng rồi. Đấy, cái xịt make up này thì mình cũng chưa dùng thử nên là cũng chưa biết như thế nào, nên mình sẽ thử sử dụng sau. Bình thường thì mình rất là ít khi sử dụng mấy cái xịt make up này. Mình thường không nào hứng thì mình mua về xong sử dụng hết thì mình thôi, mình không mua lại. Nhưng mà mình nghĩ là mình thử đầu tư thử bạn này xem như thế nào tại vì giá nó cũng rẻ thôi. À, đây mình có một chai kem nền xinh chưa mọi người, nhìn rất là high end luôn. Màu mình mua thì là màu bao nhiêu nhỉ? Đây thì cái màu mà mình mua thì là màu LW2. Đấy, thì mình tán lên thì nó cũng ok, nó cũng khá là phù hợp với da của mình ấy. Nên là mình sẽ sử dụng và review lại sau cho mọi người. Tiếp theo thì mình thấy có một sản phẩm mà mình thấy thiết kế quá là đỉnh cao luôn ý. Tinted, đây là một sản phẩm kem lót trước lúc make up này. Cái phần này đầu, cái phần kiểu nắp này của nó thì nó sẽ hơi dễ bám vân tay, bám bẩn một chút xíu. Nhưng mà nhìn bình thường thì mình sẽ thấy không sao đâu. Thì khi mà bị chói ánh đèn vào thì nó sẽ rõ cái bẩn hơn. À, xinh lắm mọi người ơi, nhìn cái chai này. Ui, đỉnh cao khủng khiếp ý, nhìn như high end luôn mà nhìn nó rất là quý phái luôn. Xinh lắm. Đây là mình cũng không nhớ mình chọn màu nào nữa. Thôi hôm nào mà mình review kỹ thì mình sẽ nói kỹ về cái bạn này hơn cho mọi người. Phấn phủ này thực ra thì nó là chỉ là cái thiết kế khác so với khẩu phấn phủ ngày trước mình mua thôi. Chứ còn công dụng của nó thì vẫn là kháng nước, chống nước và kiềm dầu. Rất là tốt. Xinh. Thiết kế quá là đỉnh luôn. Thực sự là mình không thể chê được cái thiết kế của GCR. Tiếp theo thì mình có một cái concealer. Concealer này thì mình đang phân vân vì nó hình như là nó hơi sáng so với tông da của mình. Sáng không nhỉ? À không, cũng bình thường đấy, cũng bằng cái gì nhỉ? The same 01 mình sử dụng, nên mình cũng sẽ sử dụng bạn này sau. Tại vì mình cũng mới đập hộp bạn này hôm qua thôi nên là sản phẩm này trong này thì mình chưa thể sử dụng. Và cuối cùng thì mình có hai dòng son, Tinted, một dòng son kem, một dòng son thỏi. Mình nói về dòng son kem trước đi. Đây là dòng son có tên là Living Color Free, đúng không? Tinted. Và cái dòng này thì hôm qua mình cũng đã thử lên trên môi một chút xíu rồi. Và chất son đỉnh lắm mọi người ơi. Nhưng mà mình chỉ mua có 3 màu ấy nên là không làm video shot full được. 3 màu mình mua thì là màu 06, 07 và 09. Chất son rất là mềm mịn và ui, nó đỉnh dã man. Nên là mình nghĩ là cái video mà mình make up về mấy cái sản phẩm của GCR này thì mình sẽ review kỹ lại cho mọi người hơn. Và những cái màu của nó thì rất là đẹp. Mình sẽ shot thử cái màu 06 lên tay cho mọi người xem. Ui trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá cả nhà ơi. Đấy, đẹp không? Màu này rất là mùa thu luôn và chất son quá là mịn. Mịn lắm mọi người ạ. Đấy. Thôi, cho em đi ra và chị sẽ review em sau. Chỉ có bạn son kem kia là mới nhưng mà bây giờ thì mình mới mua bạn này về. Mình mua 3 màu là 201, 204 với cả 208. Cái bạn này thì có thiết kế kiểu nhìn rất là nhiều góc cạnh khác nhau, nhìn nó cũng nhìn sang dã man ấy mọi người ạ. Nhưng mà cái đầu này, ui trời ơi, đẹp quá mọi người. Đẹp ơi là đẹp luôn ý. Này, đấy, nó góc cạnh như này thì mình cũng không lỡ test nó ra. Nhưng mà thôi, đằng nào mình cũng phải đánh đúng không mọi người. Test luôn hơn gì nữa. Ôi, màu hơi rít nhỉ. Màu ra hơi rít. Màu bạn này thì mình thấy lên không đậm lắm mọi người ạ. Lên không đậm lắm nhưng mà màu cũng xinh. Chất son thì mịn mịn. Mình sợ cảm giác là kiểu vặn cao quá xong rồi cây son nó sẽ dễ bị gãy mọi người ạ. Đây, màu cũng xinh nhưng mà mình thấy là chất son lên màu không được đậm lắm.
thì mình sẽ sử dụng và review lại sau cho mọi người. Và vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu cho mọi người những cái món đồ mỹ phẩm mà mình mua được săn sale được trong ngày 10 tháng 10 trên Shopee vừa rồi. Và hy vọng là cái video này hữu ích được cho mọi người, giới thiệu được cho mọi người những cái shop mỹ phẩm mà mọi người đang muốn tìm kiếm, là nó kiểu chính hãng và giá cũng ổn trên Shopee. Về link thông tin sản phẩm thì mình sẽ để tất cả dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.